Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang vừa tiếp nhận 27 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Qua xác minh, 27 công dân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Bắc Cạn và Hà Giang. Đây đều là những đối tượng xuất cảnh vượt biên trái phép từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 với nhiều mục đích khác nhau bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành phun khử khuẩn đo thân nhiệt kiểm tra y tế lấy thông tin cá nhân cùng các thủ tục pháp lý ban đầu và đưa các đối tượng này vào khu cách ly theo quy định